Vào trong nhà con, vào trong nhà con. Xin chào gia đình, xin chào con gái, xin chào con trai. Xin chào, thế có phải đây là Anna không nhờ? Thế hôm qua con có nhớ là ông hứa với con cái gì không? Ông hứa gì? Con nhớ, con kể cho ông nghe coi. À, thế hôm qua ông hứa là hôm nay ông sẽ quay lại để tặng quà cho con đúng không? Thế hôm nay ông đã quay lại tặng quà cho con đây. Nhưng con hãy kể cho ông nghe xem con đã đạt những cái gì tốt, cái gì giỏi. Con kể cho ông nghe để ông có thể tặng quà cho con. Rồi, được học sinh giỏi. Hôm bữa thi là giải gì? Rồi, sao nữa? À, thế con được giải về nhờ. Giỏi dữ. Đúng là con gái thật là giỏi. Thế hôm nay ông có món quà để tặng cho con gái. Con gái có thích không? Giỏi quá. Đây là món quà ông dành tặng cho con. Chúc con học thật là giỏi, ăn thật là ngon, và hạn chế xem điện thoại để tránh đau mắt, nghe rõ chưa? Rồi hãy nhớ lời ông dặn. Ông còn có phần kẹo để tặng cho con nữa. Đây, tặng cho con hai viên kẹo thần kỳ của ông nha. Rồi, hai bạn nam vô đây, ta sẽ tặng kẹo cho hai con. Rồi, tặng cho con, tặng cho con nha. Ngoan nha. Rồi, con gái nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ, học thật là giỏi, ăn thật là giỏi. Để năm sau ông còn tới tặng quà cho con nha. Rồi. Giỏi lắm. Thôi bây giờ xin chào con, xin chào gia đình. Xin chào con nha. Rồi bắt tay ông một cái. Ây da, rớt kẹo rồi. Rồi xin chào con nha. Rồi chào anh. Xin chào gia đình. Dạ. Rồi bây giờ tặng quà được vui không? Mở đây bác xem nào. Nha. Cả kẹo nữa, kẹo thần kỳ nữa chứ. Trời ơi, hộp quà. Ấy. Nào, những cái gì nào? Gì nữa? Ủa? Còn gì nữa mà, xem lời chúc đâu? Ngại hả? Ừ thôi được rồi, để nước nào đọc đi. Giờ đâu kêu đôi giày xem nào. Đâu? Trong ngoan học giỏi. Nghe à? Nghe. Nghe lời bố mẹ. Thầy cô nhé. Ông nghe nói năm ngoài cháu là học sinh giỏi. Cả đêm hôm nay ông tặng cháu món quà, cháu mong chữ này chữ ơ sau hôm năm nay nếu cháu